rồi, mình chính là Bubble. Sức mạnh của mình đó chính là bong bóng. Và mình là Blossom. Sức mạnh của mình là lửa. Xin chào mọi người, mình là Bubble Cup. Và mình sở hữu sức mạnh lá cây. Và tụi mình có một vấn đề, đó chính là bị bắt vào trong nhà tù. Thế sao tụi mình bắt vô nhà tù chứ? Vô lý. Ủa? Vô lý. Tụi mình là siêu nhân cơ mà, mình sở hữu sức mạnh cơ mà, sao bị bắt được chứ? Không thể nào. Không chấp nhận. Nếu nhóm Powerpuff Girl có thể thoát khỏi nhà tù và giải oan cho mình hay không, đừng quên xem video nha. Và các bạn đừng quên kênh Sammy Đào sắp được 3 triệu sub rồi, để các bạn đừng quên subscribe cho mình nha. Trời ơi, làm ơn đăng ký bạn á. Và các bạn có 3 giây để subscribe cho mình. 3 2 1. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ bắt đầu video thế nào? Let's go. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, đây là cái nơi bắt quan tụi mình ơi. Mấy bạn ơi, trời ơi, tụi mình rõ ràng là siêu anh hùng, nhưng mà tại sao bị bắt trong cái nhà tù này? Từ từ để tôi hỏi chuyện cái bà này coi. Tại sao bà có thể vô như vậy? Từ từ coi các bạn kìa. Trời ơi, nhìn bà không thèm. Bà có không thèm để ý mình luôn mà. Trời ơi. Ê cái bà nữ kia, tại sao bà bắt được tôi hả? Đúng vậy. Trời ơi, tất cả ơi, còn tôi đang rắm nữa chứ. Ừ, quánh rắm có sữa nồng nằm quánh rắm trước mặt người ta không? Trời ơi, kìa, bà quánh rắm kìa. Trời ơi, ghê quá bạn ơi, không được rồi. Bây trời giờ ơi, ớn lạnh, ớn lạnh, ớn lạnh. Trời ơi, em sợ rồi. Bây giờ đây, đây là màu đỏ, cái này màu xanh của Simi đúng không? Cái đường xanh nè, đó, nhà tù kết hợp cả ba màu luôn đó. Màu xanh cây nè, đó, trời ơi. Đúng, màu này là màu của Phong Cận mà. Đây, màu của Simi, màu của Simi luôn, màu của gì ta, bơ bồ. Đó, trời ơi. Trời xong bơ bồ rớt rồi mọi người. Bơ bồ ơi. Bơ bồ. Màu của bơ bồ đó. Bơ bồ rớt là sao vậy bơ bồ? Tụi mình là xoay đồng đó. Nó bị trượt chân mà. Trời, hai chị thương cảm cho em chứ em muốn bị ta bị bắt ngã xíu chứ. Em bị bóc vào rồi. Trời ơi trời, không hiểu sao nhưng mà cái việc là cái tên giả mạo siêu anh hùng này lại quên tụi mình là siêu anh hùng real mà đúng không? Siêu anh hùng real thì chắc chắn không bao giờ sợ nhà tù. Ủa? Rớt đúng không chị? Sao chị rớt mà chị đi lâu vậy? Chị đã này, chị rớt này. Không hề rớt. Nãy vừa không nói hề. Là siêu anh hùng không hề. Rồi bây giờ để coi ai từ từ cái bà kia kìa. Trời nhìn ghê quá bà này, có hề đâu siêu anh hùng được cái thật. Trời ơi bà như đang giả mạo tôi đấy bạn. Trời ơi nhìn bà kia đi. Tôi là... Ê, gì sao bà đuổi chị vậy? Trời ơi bà có mua em nè. Tôi là Blossom Real. Tôi là Blossom Real rồi bà nhìn nó có nơ nè đó. Bà bà mang nơ, bà mặc cái áo, bà cũng không giường nữa kìa. Trời ơi cái bà nội này nhìn nè. Giả mà không giống nữa. Trời ơi. Thôi mọi người coi mọi người xem ơi. Ngắm vào chị khoảng bấm nữa. Đi lên đi chị ơi. Trời ơi, lên mọi người, lên rồi. Tôi lên xong rồi đó. Em xong rồi. Cố lên Sim ơi, cố lên Sim ơi. Trời ơi, tụi mình là hội gọi là. Ôi, bà đuổi lên tận trên này luôn hả? Chứ sao luôn. Trời ơi, em lên rồi nè, khóc nha. Bơ tờ cấp ơi, mình phải bình tĩnh. Tụi mình là siêu nhảy rồi. Quên. Ủa? Nhảy chị coi nè. Đó. Bình thường đúng không? Đúng rồi, mình không được sợ hãi. Mình là đồ riêu mà sao chị là sợ phết như vậy? Trời ơi. Tại đồ phết nguy hiểm quá. Rồi, có vẻ như nhà tù này cũng hơi bị đáng sợ. Để xem coi nhà tù bắt giữ tụi mình có gì đặc biệt đây. Đây là mở cửa coi. Không có để gì hết. Đây, có ủa ơi. Có một cái hố nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái xẻng mình đào xuống. Rồi, ok đào xuống nè. Đây đào. Với một quầy là xuyên hồng như tụi mình. Đó, những cái... Ủa. Oh my god, cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó. Cái này là đâu của gọi là hacker, là của gì ta, của Butter Cup rồi, Butter Cup ơi. Đây, đây, Butter Cup, đây, để Butter Cup mở được không? Xanh lè, để Butter Cup. Đó, xanh lè, Butter Cup ơi. Để đấy cho tôi, để đấy cho tôi. Trời, cái này đơn giản, mình nhảy mấy cái này đơn giản mà. Ok. Vậy chị lớn đi trước đó, em muốn đi sau. Thấy không, thấy không, nhảy mới phát qua luôn này, thấy không? Ôi trời ơi, lạc, nghề. Ủa? Ủa, không, này, lỗi,
té hết hồn, hết hồn, hết hồn. Không, không. Tự nhiên nghe thấy Blossom một cái. Hết hồn, rung nồi. Trời ơi, tụi mình tới thành phố rồi kìa. Trời ơi, gì mà ra đây thành phố rồi trời, nhanh vậy. Ê, chết là thoát rồi. Trời ơi, té. Gì vậy? Trời ơi, mọi người, tôi không thích cái giai này, ghê quá vậy. Em thấy là thành phố. Oh my god. Rồi, có người té rồi nha. Ủa gì đây, thành phố, ý thành phố giả rồi. Thành phố giả, thành phố giả. Quay chưa, có cục lửa kìa. Ai à. Ủa sao? Cái gì mà em chạy vậy xin? Giật tưng tưng luôn á. Em bị tưng 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 luôn á. Rồi đứng sát sát vô. Cái cục lửa này ghê quá, cái cục này chắc là cục lửa đó bạn ơi. Mình là sức mạnh lửa của mình á. Trời ơi. Ủa, chị lớn rồi ta. Chị đây, chị lớn đây, chị lớn đây, chị lớn. Chị lớn rồi. Chị lớn gì vậy, chị lớn? Bơ tật á. Lớn. Có thật sự là đồ riêu không có thấy mà chị này ơi. Chứ mà chị lớn á, có bình tĩnh, chị lớn qua được, chị lớn qua. Siêu anh hùng mà sao mấy cái trò, trời ơi, nằm ở góc đó. Em thấy chị lớn hơi yếu nha. Cần được tập thêm nha. Hơi gọi là hơi suy kéo. Em thấy chị lớn hơi kỳ vậy. Thôi ôi trời ơi. Chị lớn. Chị lớn. Chị lớn. Lớn chưa? Trời đây lớn rồi, lớn rồi. Đây lớn rồi, này cũng đích giờ lớn rồi. Trời ơi thôi đi thôi. Chị đợi anh nè. Tân ơi, không biết là mình có lộn sinh, lộn ngày, lộn tháng, bạn ba chị em sinh ra cùng nhau mà sao chị người thì đi nhanh. Ui. Ui. Phải có ba người tích cùng lúc đấy. À đây, trời ơi. Cái gọi là cái rồi. Hành trình gian nan các bạn đấy, các bạn đừng quên nghe này, dừng còn chừng là 30 giây. Ui, cái thằng máy nó xéo dẹo luôn. Cái này okay. Có thằng máy đâu. Ngang đoạn nãy bạn dừng khoảng gọi là 5 giây, các bạn đừng quên nhấn like cho video đạt được 5k like để ủng hộ cho nhóm Pop Bấm Cơ thoát khỏi cái nhà tù giả mạo này nha. Đó, ok các bạn có 3 giây rồi đó. 3 2 1 đi các bạn ơi, rất nhiều. Rồi bây giờ tụi mình sẽ thoát khỏi cái nhà tù để bắt tụi mình đây này. Tụi mình đây là nhà tù giả mạo tụi mình, bạn ơi, kinh dị quá. Rồi ok, uống gì đây? Uống nước tăng lớp. Ớ lạnh ơi, không phải cho uống xong ớ lạnh nha. Uống xong lạnh nha. Uống màu xanh này. Tối đây. Cái này là chắc chắn là bubble rồi. Bong bóng rồi nè chị ơi, màu xanh lè là biết của ai rồi. Bong bóng nào mà nó đen tối gì không trời. Em sức mạnh bong bóng với bóng đen đâu. Bong bóng với bóng đen nó khác nhau nha. Cũng hơi sắc nghĩa tí mà, nên người ta làm cũng hơi đáng sợ tí. Đó, chị nghĩ vậy. Uống xong cái là ra rồi, hơi bàn ghê quá. Bong bóng bóng đêm khác nhau nha. Bong bóng và bóng đêm, trong này là bóng đêm rồi bạn ơi. Không có bong bóng. Nhưng mà tôi nhìn ở đây là bong bóng là bóng đêm đó. Trời ơi, chứ đây, ở đây không thấy cầu thang. Cái ghế này là để làm cái gì vậy? Ôi chà. Ôi, xin lỗi. Xin lỗi nha. Trời ơi, có thật là chị em không? Chị em ruột, chị em ruột các bạn ơi, ruột thừa nha. Ủa xin. Không phải là tôi. Tôi không biết gì hết. Chị trai nữa. Chị em mình, chị em mình. Tôi không biết gì hết, tôi chưa chị em mình ruột quá vậy. Ruột quá trời vậy. Ruột thừa mà. Ruột thừa ghê, cắt ghê dễ sợ luôn. Đó, cắt cái là mất luôn. Rồi, qua rồi. Rồi Sim ơi, qua chưa? Rồi. Đây, okay. Em đây. Đây, màu này sức mạnh của bao tập của Bubble chị, để cho Bubble đi trước. Bắt cái bóng bóng. Đó, thủng bóng nè. Trời ơi, thổi. Này
là Bubble ơi, là... Bubble thổi cho thổi ngược lại quạt đúng không? Nghĩ là Bubble thổi ngược lại quạt được các Bubble. Trời ơi, ơi, em là hệ bong bóng, còn cái này là hệ băng. Chị ơi, bong bóng với băng nó khác nhau lắm. Ồ, oh, này Blossom nè. Blossom là đỏ nè, lửa nè, hệ lửa nè, đó. Chị Blossom ơi. Blossom, alo là bong bóng ơi, sao rớt rồi bong bóng ơi, Bubble. Không, em muốn test thử về cái sức mạnh của Blossom nó như thế nào mà chị. Nhưng mà tính ra là tôi cũng rất hơi bị ớt với bạn, thật luôn. Trong này tôi cảm giác tôi rất hơi biết. Ồ. Ồ, sự kết hợp của ba chị em này. Ba chị em nè, lửa nè, băng à, lửa nè, băng bóng nè, với là lá. Tao 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 tao. Nhạc của tôi mình đó, teo 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 đó, nhạc cái đó, nhạc của chị em mình đó. À, nhà quê xin lỗi. Chị biết sao, bởi vì là chị cả mình không có xem một hình nên không biết. Đúng rồi. Rồi ok. Tôi nghe tiếng cười nhẹ nhàng của Sim quá ta. Không, cái hồi mà bọn mình đi đóng phim đồ đó, lúc đấy là chị không có nghe nhạc phim. Trời ơi, Xuân Nhân không nghe nhạc phim mà. Không, chị... Mình chỉ đóng thôi, mình không mình nghe. Xuân Nhân thì không nghe nhạc phim. Đó, bạn nào không biết về ba nhân vật gọi là gì ta, bởi vì ta Powerpuff Girl này, không đừng quên comment nha. Đó, Powerpuff Girl là hơi bị dễ thương luôn đó. Mỗi người có một tính cách. Rồi, đây, chị em mình đi, xông pha. Let's go. Để đánh cái người mà dám giả mạo tụi mình đó. Trời ơi, cái gì đây, sức mạnh gì đây? Đây. Ôi, cẩn thận em ơi, cẩn thận. Sức mạnh gì đây? Mà nãy chưa, như em chưa thấy em thì sao? Ơi, quay rớt hả? Ôi, mất người. Chị cả hả? Chị cả. Chị cả hoài vậy? Chị cả giờ ở trong gia phả. Chị có sốt đâu, chị có sốt đâu. Chị không hề sốt luôn á. Cái chị này á. Cái hôm mà luyện tập sức mạnh là chị trốn đi chơi đúng không? Em nghi vậy đó. Trời ơi, nãy chị thấy chị cả tuần có chị giả bộ rớt. Để chị đỡ chị cả nè, thấy chưa? Ủa là mình giả bộ hả? Em rớt xuống để em coi chị bị gì không? Chứ em đâu có rớt đâu. Trời ơi, em dễ thương vậy mà. Trời ơi. Chị định sâu em đó gì? Nó cái góc của số rồi. Không có. Ôi, khi nào tôi không được ác như vậy. Tôi không có ác tù này cũng dài đó, cũng mưu kế đó, nhưng mà sao mưu kế bằng chim mà cũng... em kìa, hồi nãy Simi nấu ăn hả? Rồi xong Sim, đây là Bơ. Ê không nhìn sao nhìn Sim, ê sao nhìn Sim mà số cả mình nhỉ? Ê đồ quá ta, giả mạo mà chị đời đẹp hả? Cái giả rồi còn sao đẹp bằng tôi hả? Không, nhưng mà ý là xấu hơn hai cái giả mạo trước luôn á. Ờ, nhìn hơi ghê nha. Cái bà đó giả mạo, bà đó giả mạo. Ôi, rồi vậy là con boss của em sẽ bị bệnh luôn á chị, chị kệ giả mạo em không? Chị lấy boss bên chị nhìn hơi đù em ơi. Đi vô bức tường cái đứng luôn. Đây. Thích cả, thế là thích chứ bộ, thế là thích chứ bộ, người ta thì muốn luôn được nè. Chạy. Ôi trời, rồi bà này bắt đầu mình mạnh hơn rồi đó, bắt đầu mày em khinh thường cái địch và cái kết rồi đó. Rồi bắn vô cái mỏ. Đó, Bubble giả mạo á, dám giả mạo em gái tụi á, dám giả mạo em gái tụi á. Giỡn mặt. Trời ơi, bắn cẩn thận không mà Sim nha. Sao bà cũng quên rắn nữa, bà cũng quên rắn nữa, yêu rồi. Rồi bắt đầu luôn, yeah. Qua đường nha. Trời ơi, trời. Quá dễ. Rồi, đi thôi, cả nhà ơi, đơn giản thôi, với sức mạnh của Powerpuff Girl trên tay là quá đơn giản luôn đó. Ok, bây giờ mang ngang cái màn này xanh lè rồi đó, gì đây? Hình như màn của Sim vẫn là của Sim à. Đó, rồi đó. Trời ơi. Chuột cái cậu ác này mà nó không bị tiền đình thôi tôi chịu luôn á. Trời ơi, nãy xanh lè giờ đỏ lè luôn chị ơi. Ủa mọi người. Ủa chị đâu rồi? Hả? Ủa sao mui không lanh vậy? Ủa là sao Butter Cup đứng yên ở trên tường vậy? Ủa chị mắc cái trên tường rồi, chị người chị dán kéo. Ủa chị đứng trên tường bây giờ như chị như kiểu một cái bức tranh. À không, chị đang sở hữu sức mạnh của chị. Và sức mạnh của chị hiện tại là nó đang đứng ở trên không trung. Không rơi được luôn. Ủa giờ chị không rơi được luôn em ạ. Chị phải làm gì đó, chị cắt lên cắt xuống đi vậy đó chứ. Trời ơi. Đây đang cố này, đang cố xuống cùng với mọi người chờ mình xíu nha. Đi bộ hả? Đi bộ tới hả? Cái gì? Ừ, chị đang đi bộ nè. Trời ơi trời. Em ơi, đang cái trượt mà người ta trượt là người ta trượt cái o mui đang. Ủa chị ơi, chị bộ. Ủa thôi chị đi bộ, chị xuống đây chị rớt chị tắm chị... tắm la ba cũng được chị ơi. Chị đi bộ là chị rớt thì tắm la ba. Tại sao lại là tắm la ba? Tôi nói rồi, bà này không biết bà Xuân Hồng không nè, nghi ngờ hay là bà mua em nhà màu không? Em ở đây có một cái nút được ghi tên là QO, có nên không ta? Em không biết, nhưng mà bây giờ chị phải nhanh lên, mọi người đang đợi chị nè. Đúng rồi. Đây chị nè. L
đâu. Nó nhảy xuống đấy bà ơi, bởi vì bà đâu có bay không đâu, bà đâu có sức còn bay chị đâu. Này, đây rồi. Để chị sử dụng sức mạnh của chị nha. Rồi. Chúc mừng, chị đã chuyển sinh. Chị đã chuyển sinh thành công. Lát rồi. Chúc mừng chị. Trời ơi, sau một hồi này là em thấy là cái tên này chị cũng lăn rồi, chị đã lăn đó, em bảo rồi, nó lăn được, yên tâm. Trời ơi, mà rớt xuống cái hộp nhìn nó vậy sao? Sợ lắm. Rồi đây, rồi laser của tôi. Sức mạnh lửa của tôi đó. Cái sức mạnh này tôi rén nha, sức mạnh này tôi rén nha. Tôi em thoải mái tại vì đó là sức mạnh của tôi. Tôi thoải mái. Em sao người cẩn thận tôi rớt nha. Tôi không có rớt, sức mạnh của tôi sao tôi rớt được các bạn. Đó, sức mạnh mà của ai biết được. Lửa này đó. À! Ủa. Sao tôi nghe thấy tiếng gào thét đâu đây? Ủa, thật viên cuối cùng rồi. Bơ bơ ơi. Em thề luôn á, đúng cái cuối cùng rồi, nhưng em bị chết một cách lãng xẹt luôn á. Phải hiểu là Bubble là màu xanh dương, còn Blossom là màu đỏ thì kiểu hai hệ nó xung khắc, nó ghét nhau rồi đó. Thời ghét, đúng không? Đó, ok, đây quá trời bắn tim luôn mấy bạn. Trời, cái gì mà tim xanh đỏ vậy, nhức đầu nha, tim này nhức đầu nha. Nhức đầu thật nha, trời ơi trời, ok. Ôi, tôi nghĩ là bây giờ tụi mình đã sắp gặp boss chùm cuối của gọi là tụi mình rồi. Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? Mình rất sẵn sàng nha. Em nghĩ là cái này là gì ta, cái ông tiến sĩ gọi là tiến sĩ khỉ xanh đấy, cái ông mà hay đi hay bắt nạt tụi mình á, chắc chắn là boss. À, ủa, nhưng mà ông đấy là ông đấy là papa của mình mà. Không biết, ông khác thì ơi, trời ơi, rồi nha. Trời ơi. Trời ơi. Mấy bạn ơi, cái này không phải là bình lừa, mà cái này là kết hợp ba đầu, có nghĩa là đầu của mình kết hợp với đầu của Siêu, xong kết hợp với đầu của Mui, mà nó giả mạo thế kia quá vậy. Em nếu mà đầu của Camui, Sim và Sam kết hợp lại nó sẽ như thế nào ta? Nó ghê, ghê nó. Mình cho nhẹ không? Một cái Photoshop được không ta? Rồi, nó lắc kia, nó lắc không vậy, không ai mượn đâu. Rồi, ghê. Ủa từ, sao cái con... Nhàn quá, con quái này nhàn quá. Ủa sao nó không đi vậy? Con quái này nhàn quá. Ủa gì vậy? Quái bị gì ấy, nó cứ lắc đầu cho nó cứ gừ gừ. Đấy chưa, chị em hiểu chưa? Oh my god, là sao? Từ từ, đếm hỏi nó coi. Lại để từ từ, bình tĩnh, em nghĩ là nó có cái lý do đó, em phải hỏi nó mới được. Nè, cái tên kia tại sao lại dám bắt tụi ta vào trong cái nhà tù này hả? Tụi ta chính là những gọi là Power Girl Real hả? Tại sao người lại dám bắt tụi ta? Nói đi. Đúng vậy. Tụi ta chính là Power Girl Real. Các người là đồ pha kè. Pha kè kè. Ha ha ha. Ta sẽ tiêu diệt các người. Các người tiêu đời rồi. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Em không biết nhưng mà nó có đứng yên vậy à? Cái giọng nói của nó hay là cái cách nó hành động của bạn nó riêu gì vậy? Nó là muốn riêu hay là cái gì vậy? Là đã mình đã là phát cồn có thể nói lưu loát được không ạ? Nói cái gì mà nghe giật mà còn robot nữa bạn ơi, nó giả không tới luôn á. Trời ơi, thôi chị em móc súng ra bắn cái bà nội này, nhìn thì đúng cái ghê, bạn nhìn ba cái đầu thấy gớm không, nhưng mà thật ra rất yếu, bạn chỉ biết đứng yên thôi. Trời ơi, let's go. Kèm quá đây, bắn cái tay gọi là gì ta, còn Buttercup nè, đây bắn nè, nổ cái tay nè, nổ thế mà cũng đòi đi phát ba chị em siêu nhân tụi ta. Ôi rồi ơi, đồ phết mà không bằng đồ siêu bạn ơi. Rồi đây tôi bắn nè, tôi đứng đây không làm gì chân các bạn đó. Rồi nó nổ. Ủa cơ mở nè. Là nó đúng yếu luôn á. Oh my god. Là thật sự real chưa? Hả? Không biết. Oh my god. Rồi để xem quá. Rồi bây giờ chị em mình sẽ thoát khỏi cái chỗ này. Trời đất ơi, hóa ra nó real không có tới bạn ơi. Ok bạn ơi, thì gọi là hội chị em Powerpocker thoát khỏi nhà tù giả mạo tụi mình. Và các bạn thấy nhà tù này có đáng sợ không? Đừng quên có một video xăm biết nha. Một đêm xăm á, đoạn đầu thì hơi đáng sợ, đằng sau rất là yếu luôn bạn. Yếu siêu luôn á. Đúng vậy. Ok, thôi mọi người ở clip sau là bye bye. Và nếu các bạn muốn Sam và hội chị em Powerpocker thoát khỏi nhà tù nào kinh dị hay là hay ho là khó khăn hơn nữa, đừng quên của mình nha. Tụi mình sẽ gọi là thoát khỏi nhà tù đó. Bây giờ thì mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại, bye bye mọi người nha. Bye bye bye.